Quảng Trị vượt barrier cảnh báo mưa lũ, một thanh niên miền núi mất tích. Dù chính quyền xã Tà Long, huyện Đa Rông, Quảng Trị đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người phương tiện qua lại và có barrier chặn lại, nhưng anh HVD vẫn tìm cách vượt qua khu vực tràn ly tôn nên bị nước cuốn mất tích. Trưa nay 17 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, Quảng Trị cho hay dù đã huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên vượt barrier cảnh báo tại ngầm và bị mất tích, nhưng đến 12 giờ vẫn chưa có kết quả. Trước đó lúc 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, anh HVD 20 tuổi, trú ở khóm 6 thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, tìm cách vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu ở thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đắc Rông. Trong lúc đang kiểm tra mực nước để tìm cách vượt ngầm, thì anh HVD trượt chân, bị cuốn trôi rồi mất tích. Theo ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Rông, tại vị trí xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người phương tiện qua lại và có barrier chặn lại, nhưng anh HVD vẫn tìm cách vượt qua. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông đã huy động lực lượng công an huyện, biên phòng cùng công an xã tà long và các xã lân cận phối hợp với lực lượng công nhân và nhà máy thủy điện trên địa bàn dân quân tự vệ các xã đi dọc bờ sông để tìm kiếm nam thanh niên tuy nhiên do mưa lớn vẫn tiếp tục nước lũ ở sông dâng cao chảy xiết nên tổ công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ hôm qua phổ biến từ 120 đến 170 mm, có nơi lớn hơn như Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh 210 mm, Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa 188 mm, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, chi cắt một số ngầm tràn như tràn Tà Rụt, A Vao, đường vào trung tâm xã A Vao, tràn Bà Lòng, xã Bà Lòng, tràn Làng Cát, chân Giò, Tà Lành, xã Tà Long, gây chia cắt đường vào trung tâm xã ba nang a vao bà lòng hiện nay tại các điểm ngập lụt chia cắt lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã cắt cử người ứng trực cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua